Vạn Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay thì Vạn Sơn sẽ giải đáp thắc mắc là cách thay dòng quấn của máy đo huyết áp ôm rong. Thì ngày xưa là chúng ta có cái dòng công dụng như thế này nè, cái dòng mềm như vậy. Đó. Rồi sau này cái dòng chúng ta lại có thêm một cái chui cắm khác nữa, nó lạ hơn. Đó. Rồi sau này nó có thêm một cái dòng nữa là dòng tạo khuôn sẵn. Để Vạn Sơn sẽ lấy cho bà con mình xem ha. Thì những cái dòng phổ thông á thì là cái dòng quấn phải như thế này. Đó. Mình kéo cái đoạn dây ra. Là cái dòng máy như thế này là 8712 nè. Rồi cái dòng máy mà sản xuất tại Nhật cũng xài cái dòng quấn tương tự nha, cũng là dòng quấn vải giống như vậy luôn, nhưng mà cái chui nó khác. Và hiện giờ thì cái dòng quấn 3060 độ này, đây là cái dòng quấn của máy 7156. Thì cái máy thì cả nhà thấy cái hình dáng nó như vậy nè ha. Còn cái khuôn á, cái khuôn cứng như vậy nè. Đó. Thì khi mà chúng ta trồng vào thì nó sẽ ôm cái tay mình sát hơn, mình dễ cầm hơn và mình có thể xoay trở một xíu, nó sẽ dễ dàng. Rồi còn sơ ví dụ về cách đeo dòng quấn nha. Đối với dòng quấn mềm thì chúng ta sẽ mở dòng quấn ra. Đó. Rồi mình sẽ thọc cái bàn tay mình vào bên trái nha, gần tim để độ chính xác nó cao hơn. Cọng dây nằm giữa tay nè, sau đó mình kéo cái miếng vải ra xa và mình dán nhẹ lại, vậy là xong. Bên tay trái ha, cách 1-2 cm, cọng dây nằm giữa tay. Đây là cái dòng truyền thống của những dòng máy này, là cái dòng quấn của máy 8712 và dòng máy sản xuất tại Nhật. Rồi cái dòng quấn thứ hai là tạo khuôn sẵn thì nó rất là dễ. Chúng ta chỉ cần mở cái dòng quấn ra, chúng ta móc vào vậy thôi, móc vào cái rất là dễ luôn, nó cứng, nhất là thao tác với người lớn tuổi rất là dễ. Đó, và chúng ta chỉ cần dán nhẹ như vậy. Và cái khuôn này á, không nhất thiết là cọng dây phải nằm giữa tay. Nhiều khi á, người lớn tuổi ông bà mình khó xài, có thể xây mình lỡ xây ra đây, xây lại đây đều được hết. Nó là dòng của 360 độ. Rồi, đó, thấy không? Thì cái vòng quấn mềm này á, nó sẽ rẻ tiền hơn cái này. Thì tùy theo máy nha, ví dụ cái dòng máy mà 7156 1.450.000 này thì mới có. Còn như cái dòng máy này thì rẻ tiền hơn. Nhưng mà dòng máy sản xuất tại Nhật cũng là cái dòng quấn mềm luôn nha. Đó. Thì sau này mà sau khi hư á, máy mà hư dòng quấn á, tại vì cái máy thì rất là bền nhưng mà dòng quấn thường thì nó sẽ hư trước, thì mình có thể mua thêm hoặc là nó bị dơ thì mình có thể mua cái dòng quấn này mình thay lại cũng được. Nhưng mà cả nhà mình nên nhớ ha, lấy cái đầu này lại đây, mình lấy cái đầu này mình tháo ra mình thay vào. Đó, cái này là đầu lớn dành cho cái dòng quấn lớn, nên là dòng quấn mềm này vẫn xài được cho cái máy này ha. Còn bên đây thì sao? Thì có cái đầu xanh nhỏ đó, nó sẽ xài cho cái dòng đời mới nè, 7156. Và nó có cái dòng màu xám đây, một cái chui màu xám để xài cho những cái máy đời trước. Bà con mình về sức khỏe nha, có gì thắc mắc thì bà con cứ gọi vào số điện thoại ở bên dưới tiêu đề để liên lạc trực tiếp Hoàng Sơn. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.